Innova 2016 pha mới anh chị, 2016 cuối tháng 12 2016, có nghĩa là cuối 2016 mới có pha mới nha. Một đời chủ mua mới ô tô 90.000, chất xe bao đẹp, máy zin 100% mà chạy rất là nhẹ nha anh chị. Máy này chạy nhẹ cực kỳ luôn. Biển số 61 Bình Dương 34096. Cái này bên Tâm bán là 440 nha anh chị. Chốt cho anh chị là 435. Bán nhanh, thu hồi vốn nhanh để xoay sở mua xe khác về phục vụ tiếp. Nói chung là không cần phải lời quá nhiều nha anh chị, có lời là được. 440 nhưng mà chốt cho anh chị hôm nay là 435 nha. Anh chị mua nhanh thì còn kịp ha, 435. Cho con Innova mẫu mới, form mới, máy zin 100%. Xe này thì có một cái điểm yếu nha, đó là chủ xe đã thay một cánh cửa, hai cánh cửa này trong hãng luôn nha anh chị. Cửa sau bên phụ thay mới. Vì sao mà Tâm nói như vậy ha? Bởi vì Tâm phát hiện cái xe này là cánh cửa mới tinh, 100% là cửa mới nha. Cửa mới tại Toyota. Và bon biết là zin hết, không có mắc một tí phân đinh bấm nào hết. Cái này thì Tâm bao nha. Nói tóm lại là xe này thay cái cửa thôi chứ không có lỗi nha anh chị. Còn cửa vì sao thay thì Tâm không biết, muốn thì cho số chủ xe để điện. À, bán thì có sao nói vậy ha. 100% là bon rin nha. Bon không mắc một tí nào nha anh chị. Thay cửa nó sẽ không có ảnh hưởng tới vấn đề mà Tâm linh xui xẻo nha. Nhưng mà Tâm bán là nó thật, Tâm không có muốn mít lòng và đau đầu. Bởi vì bán cái xe về anh chị nói nặng nói nhẹ nó nhức đầu lắm. Nên mình cứ thẳng thắn với nhau ha, ngay từ ban đầu nha. Xe này thì Tâm bán là 435 triệu, ngoại trừ cái cửa thay mới này ra không còn gì nữa hết. Bon rin 100% nha anh chị. Nhiều khi là làm bảo hiểm á, mớp sơ cái họ không có sửa mà họ đi thay mới luôn. Tâm thấy rất là nhiều, như cái cốp sau ha, là cái cabo luôn vậy. Thì anh chị thường là sẽ không có biết, khi mà mình thay một cái đồ mới vô á, cũng là đồ hãng nhưng mà nó bị giảm đi cái sự giá trị của xe đó. Ốc tán nè, rin hết nè. Bản lời nè, rất là đẹp luôn. Cửa sau bên phụ có dấu hiệu thay mới nha anh chị, mà thấy ốc tán đinh bù lon rồi còn y hết. Và xe này thì sẽ không có mang lại một cái vấn đề đâm đụng hay là tai nạn nha. Chủ xe thì ở cùng huyện với Tâm luôn, và được có cái là qua lăng cần số rất là đẹp. Odo chạy 90.000 mà nhìn cái vô lăng cục số nè, cục số Innova nó chạy trăm mấy chục ngàn là nó mòn lẳng mòn lơ cục số này nè anh chị thấy không. Cái máy lên chạy nhẹ trượng hạng, rất là nhẹ luôn, qua lăng không có vết mòn anh chị. Rồi anh chị coi nè, qua lăng đẹp dây nè, qua lăng đẹp dây nè đó anh chị thấy không, qua lăng rất là đẹp. Trần thì là trần nỉ nguyên rin nha, trần nỉ nguyên rin, ghế da bọc lại sạch sẽ rồi, có màn hình và có việt map. Nội thất thì tươi mới đẹp, xe gia đình người ta đi nói chung cũng khá là giữ gìn. Cái này thì bên Tâm sẽ dọn dẹp vệ sinh sơ bộ nữa là tuyệt vời, chắc xe ưng ý nha anh chị. Bởi vì sao mà Tâm phát hiện cái cửa này mới không, cái keo này nó khác, keo mới nó khác với keo theo xe, keo chỉ á, nó đi lại keo chỉ, nó thay cái cửa mới tinh. Mà nếu mà nói về mức độ đâm đụng tai nạn thì xe này là cũng cho phép nha anh chị, cho phép là nó không có vô xương, không có vô gì hết á, không có dấu hiệu làm đồng gò sửa gì hết. Nhưng mà Tâm bán nó rất là thực tế và thẳng thắn ha. Nếu như mua về xài hoặc là mua về để kinh doanh dịch vụ thì đó là một cái phần rất là bình thường nha anh chị. 435 triệu cho con Innova cuối 2016, tháng 12 2016. Xe này nếu bây giờ đi đăng kiểm là vẫn được 2 năm nha anh chị. Vỏ lốp thì còn khá là tốt, vỏ này Tâm đánh giá còn 80% trở lên. Đăng kiểm thì còn tới tháng 12 2023, tức là còn 5 tháng nữa mới đi đăng kiểm lại nha. 5 tháng nữa đăng kiểm lại là vẫn là đăng kiểm, vẫn đăng kiểm 1-2 năm nha anh chị, đăng kiểm 2 năm. Bình thùng nước sơn rất là đẹp, nước sơn rin còn nhiều. Mỗi tội là thay cái cửa sau bên phụ thôi. Còn cốp capo là chưa mở gì hết. Ngoại trừ cửa đó ra là chưa mở cái gì hết. Số gốc Bình Dương. Trần vẫn là trần nỉ nguyên rin ha, những cửa gió trên mui nè. Và cái form mới của Vios số sàn này thì có một bảng anh chị, chứ không có hai bảng ba bảng gì hết nha. Một bảng nghe số sàn thôi, nó cùng hết. Thời điểm mua xe này thì 800 mấy chục triệu nha anh chị. Thời điểm mua xe này mua mới là nó rơi vô khung khoảng 835. Còn bây giờ thì nó cũng lanh quanh 800 nha anh chị.
Chất xe này thì khỏi phải bàn rồi, ưng ý, rất là vừa ý luôn anh chị ơi, không mục, không xét, không rò rỉ, và cái nội thất tươi lắm, rất là tươi và đẹp. Ốc tán này còn chấm sơn hết, độ nghề đầu vết thì còn đầy đủ, và cái nội thất tươi rối rối luôn. Quá ưng ý anh chị ơi, quá ưng ý. 2016 nha, tháng 12 2016 mới có form mới nha anh chị, 435 triệu bao rút hồ sơ, vỏ lớp còn tốt, gầm bệ thì bao đẹp, xe Bình Dương thì đẹp xe nha anh chị, bánh xe cua còn đầy đủ, đồ nghề con đội cũng đầy đủ luôn. Keo chỉ, keo bọng là rin hết nha. Bán xe này cho quý cô chú anh chị mình là 435 ha, bao rút hồ sơ nha. Xe gốc số Bình Dương, một chủ mua mới, động cơ là 2.0 bản E số sàn Innova anh chị, Innova số sàn. Thì anh chị nghĩ đi, bây giờ 2017 mà xe khá đẹp cỡ này thì nó tầm vô cũng phải 47 48 47 48, xe này tầm bán chỉ có 435 thôi, nó thấp hơn có một đời thôi, nhưng mà qua 2018 thì nó phải cao hơn nha anh chị, 2018 nó cao hơn, còn 2016 2017 là giống y nhau à. 2016 2017 giờ anh chị đi kiếm ở đâu ra mà có người nào bán 450 đâu, xe nó tệ lắm mới có giá 450. Xe này tầm bán 435 nha, keo chỉ rin hết, cửa sau bên phụ thay mới, ốc tán bản lề khá đẹp, sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu là tháng 12 2016, còn mấy ngày nữa qua 2017 mới có form mới nha anh chị. Qua lăng cần số là không có vết mòn luôn, ô đô chạy chín mấy ngàn là có cơ sở nha anh chị coi nè. Qua lăng cần số, bàn phím đầu rất là đẹp, cần số là vân gai rồi, mấy cái phím bấm này nè còn khá là ok, phím bấm này còn mới lắm, tượng trưng cho cái chất lượng xe nó còn tốt, và vân gai này còn rất là nhám luôn. Anh chị có nhu cầu mua xe này thì liên hệ cho Tâm nha, mua về xài là số 1, và gọi vào số điện thoại Tâm là 0917 215 512 nha, 0974 83 5522. Ô tô Duy Tâm thì có địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ anh chị, huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương, còn Google là đại lý nha, đại lý ô tô Duy Tâm. Đến xem thực tế, rất là nhiều sự lựa chọn tại công ty ha, chờ anh chị đến để phục vụ à. Nhiều xe lắm chứ không phải có một xe đâu nha, Tâm còn tới khoảng 60 mấy 70 đầu xe nữa, cả trong lẫn ngoài, nào là đang đi dọn, nào là đang đi đánh bóng, nào đang đi gom về, nên nhiều xe lắm anh chị. Gương kiến là rin hết nha, Fortuner mới về kìa, Fortuner máy dầu, Fortuner máy dầu 2021 chạy 30.000 mới tinh, gốc thành phố, chủ xe có hộ khẩu Thanh Hóa nhưng mà gốc thành phố, về sang tên là nó sẽ quanh về gốc thành phố nữa. Tao nói tiếp về cái Innova này nha, cuối 2016 một đời chủ mua mới, Euro 90.000, số sàn bản E, chất xe tươi và đẹp dữ lắm á, bán cho anh chị là 435, và thậm chí hôm nay tao có thể bán cho anh chị là 430 luôn nha, bán 430, bán nhanh thu hồi nhanh, nói chung là vốn liếng thì phải xây liên tục, ngày nào tao cũng bán 5-6 xe, mua vô 6-7 xe, nên Tâm cũng không có nhu cầu gì cao sang quyền quý gì hết á, chỉ anh chị có xe, Tâm có tiền để đi lấy xe mới để về phục vụ tiếp, và cái nhu cầu của anh Tâm chỉ vậy thôi, đôi bên cùng nhau phát triển và có lợi, khách hàng thì có xe, Tâm thì có tiền, có lời, lời vừa phải, có lời là được, chứ không có nhất thiết là phải lời nhiều lời sâu nha, có lời là được, xong bà con có được cái xe giá cả hợp lý, chất lượng ổn định, rồi Tâm có tiền Tâm đi mua xe mới tiếp, bởi vì khi mà đồng vốn mình được xây dòng liên tục á thì mình mới sanh ra được một cái nguồn tài chính ổn định. Ví dụ như những anh em mà đi môi giới, đi hoa tiêu á, thì họ cũng cảm thấy là ông này là bán xe nhanh, mình tạo xe cho ổng để ổng bán, đôi bên cùng nhau phát triển là mấy anh em môi giới cũng sống được, mà Tâm cũng có điều kiện phát triển mạnh hơn, nên Tâm có nhu cầu và cái tâm niệm là như vậy, mang lại lợi ích thực tế cho khách hàng và trung thực rõ ràng, không giấu giếm, không lừa dối và minh bạch ha. Anh chị đến với ô tô Duy Tâm thì đem theo một cái trạng thái là hết sức là cân bằng bình thường, không có lo lắng hay là sợ sệt hay là phòng ngừa gì hết á, Tâm đặt bài thẳng ra luôn,
để phục vụ anh chị à, chứ không có che đậy nha. Xe nào mà lỗi sao tâm đọc luôn, và chất lượng xe như thế nào thì tâm đánh giá xe này thì còn khoảng 8 điểm rưỡi nha anh chị, 8 điểm rưỡi. Chất lượng xe thì còn khoảng trên 80%, khoảng 85% trở lên nha. Đó, nói cho nó rõ và cho nó thật. Anh chị chưa bao giờ cảm thấy thất vọng khi mà đến xem xe thực tế tại ô tô Duy Tâm hết nha. Tâm tả xe chuẩn cho anh chị đi đường xa, đến là mua chứ không phải đến để đi về không ha. Nhiều sự lựa chọn tại công ty nha. Nếu như anh chị có nhu cầu mua xe này thì anh chị liên hệ Tâm 0917 215 512 nha, và 0974 835 522. Ô tô Duy Tâm có địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm. Có một con Innova cuối 2016 form mới, số sàn. Đó, tháng 12/2016 Tâm bán cho anh chị là, nếu như anh chị chốt hôm nay để cho anh chị 430 chốt nhanh. Đó, để Tâm xây xoay sở vốn, anh chị có xe, Tâm có tiền, tiếp tục đưa sản phẩm mới về phục vụ tiếp. Rồi, Tâm xin chào bà con và xin hẹn gặp lại nha. Một con xe Innova chuẩn gia đình, không có dịch vụ, chất lượng xe ổn định, đi cực kỳ nhẹ và êm. Nói chung là lên xe chạy là nghe cảm giác vừa ý liền luôn á. 430. Nhấc máy gọi Tâm để sở hữu em nó nha. Tâm xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Anh chị em bà con xem kênh thì nhớ bấm nút đăng ký nha. Tâm ngày nào cũng có sản phẩm mới hết. Hiện nay đang về khoảng gần 10 xe. Chưa quay kịp cho anh chị để theo dõi nữa. Hôm qua bán nhiều quá nhiều à. Những cái xe mà Tâm ghi một cái dòng chữ á, khi mà vô YouTube ô tô Duy Tâm Bình Dương, bắt đầu mình sẽ thấy nguyên cái lóc bài đăng của Tâm luôn, rồi cứ kéo lên. Cái nào mà xe nào mà Tâm đã bán hoặc là đã nhận cọc á, thì xe đó là ngưng giao dịch. Còn xe nào mà Tâm chưa để cái dòng trạng thái đó thì anh chị cứ vào comment, nhắn tin, alo, Tâm sẽ phục vụ nha. Rồi, xin kết thúc video, xin hẹn gặp lại ha.